Chào các bạn, lại quay trở lại với kênh Nguyễn Lợi TV. Đấy, hôm nay là mình làm tiếp tục chia sẻ những con khiếu ở tiệm mình, những con khiếu đẹp nhất của cho anh em để anh em có thể xem và được chọn khiếu. Con nào ưng ý thì anh em sẽ được phép là chốt giá con số mấy thì hôm nay đây. Hôm nay là nhà mình có nhiều khiếu nhưng hôm nay mình sẽ mở bán vài con đấy các bạn nhé, để cho anh em tiện anh em xem là những con chim của mình đã tách lồng ra đây. Những con chim nào mình tách lồng ra đây là mình đã và theo dõi và quan sát con chim này khá là lâu rồi. Hiện tại là những con chim đá hot. Đấy, rất là đẹp. Thì hôm nay là mình quy ước mấy anh em như này, để anh em khi chọn chim thì anh em sẽ biết con chim nào ở cái lồng số mấy. Thì các bạn xem video thì các bạn muốn chốt con chim nào thì các bạn sẽ bảo mình là lấy con chim đó và quay con chim đấy kỹ hơn một tí để gửi qua Zalo để cho các bạn xem, các bạn sẽ dễ dàng được quan sát hơn nhá các bạn nhá. Thì hôm nay đây, hôm nay mình bán là một con khiếu này, hai con khiếu này, ba con khiếu và năm con họa mi các bạn nhé. Thì mình sẽ đánh dấu như này, con khiếu thì mình sẽ đây là gọi là con khiếu số 1 này, số 2 này, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8. Như thế để cho anh em dễ dàng anh em biết hơn nhá. Thì bây giờ mình sẽ quay đầu tiên là quay con khiếu số 1. Đấy, từ phải sang trái, con khiếu đầu tiên là con khiếu số 1 đây. Đấy, thì hiện tại là các bạn khi xem video của mình ấy thì các bạn cứ yên tâm là con khiếu của mình là rất là đẹp rồi. Mình đã theo dõi và tách lồng ra rất là đẹp, cho nên là những con khiếu mình mở bán là rất là đẹp rồi. Các bạn có thể xem một chút về con khiếu số 1 đây. Đấy, con khiếu số 1 các bạn nhé. Đây, con khiếu này của mình cũng rất là thuần rồi các bạn nhé. Khiếu được 100% khi anh em mua chim họa mi ở tiệm mình, anh em được bao con khiếu được 100% luôn. Đấy, đây là con khiếu số 1 này. Thì mỗi một con thì mình sẽ quay khoảng 1 phút hoặc 30 giây này, để cho anh em xem. Để anh em xem. Đây là con khiếu số 1. Con khiếu này mình bán với cái giá là 1.700.000 các bạn nhé. 1.700.000 con khiếu. Thì hôm nay là mình mở bán 3 con khiếu này thì mình bán với giá 1.700.000 đồng giá luôn. Đấy, con khiếu mình rất là thuần rồi. Đấy, các bạn thấy không, khi mình để video máy quay vào sát như này, con khiếu vẫn không có biểu hiện là nhảy lồng, khá lồng hết. Con khiếu rất là thuần rồi các bạn nhé. Con khiếu 100% luôn, không tật lối. Đấy, khi anh em mà mua con khiếu ấy hay mua họa mi, mình sẽ bao anh em là đến tay các bạn là chim sống luôn, chim sống khỏe mạnh 100% không tật lối. Nếu mà có tật lối thì anh em có thể gửi trả lại. Đấy, trong 3 ngày. Còn là sau 3 ngày thì các bạn sẽ gửi trả lại thì mình không chấp nhận nữa. Đây là con khiếu số 1 này. Tiếp theo là đây là lồng số 2. Đây là con khiếu số 2. Thì các bạn lại tiếp tục xem con khiếu số 2 khoảng 1 phút. Đấy, để các bạn thấy nó đẹp hay là bạn nào thấy con khiếu nào đẹp thì các bạn chốt giá. Chốt ở cái lồng đó thì mình sẽ lại tiếp tục gửi những video cho các bạn xem để các bạn xem kỹ hơn một tẹo. Mà thật ra là mình quay như này thì cũng là khá là kỹ rồi. Mình để cho anh em xem khoảng tầm gần 1 phút như này là anh em xem rồi. Nếu qua Zalo thì các bạn cũng chỉ được xem khoảng tầm như vậy thôi, thì mình chỉ quay như vậy thôi thì anh em cũng chỉ được xem như vậy thôi. Đấy. Đây là con khiếu số 2 các bạn nhá. Đấy, khá là đẹp luôn. Nói chung là khiếu rất là thuần rồi. Thái gọi cho Nam cái thì Nam như là gọi cho anh ấy. Đấy nha các bạn này, đây. Đấy, đây là con số 2 này các bạn này. Thì hôm nay mình bán với cái giá là 1.700.000, 1.700.000. Khiếu 1.700.000, họa mi là 1.200.000 các bạn nhá. Đấy. Đây con khiếu mình đây. Các bạn thấy khiếu to đẹp. To đẹp. Lông mượt mà luôn. Móng không lối móng gì hết. Đấy, mà chim cũng khá là thuần rồi. Đặc biệt là chim được 100% luôn, các bạn yên tâm nhá. Tiếp tục mình sẽ qua đây. Qua bên này là tiếp tục là quay chia sẻ. Con lồng số 3 này các bạn này. Đây là lồng số 3 nhá. Anh em cứ xem đi. Đây lồng số 3 là lồng họa mi. Đấy. Đây là con lồng họa mi này. Đây là con họa mi. Họa mi lồng số 3. Đây. Con họa mi của mình là mình bán với giá 1.200.000. Đồng giá là 1.200.000 hết các bạn nhé. Thì cũng có chính sách bảo hành cũng như là con chim khiếu luôn, các bạn yên tâm đi. Là khi con họa mi đến với các bác nào yêu thích họa mi
thì bảo hành cho các bác là chim được 100%. Cái thứ nhất, cái thứ hai là các bác được bảo hành 3 ngày khi các bác nhận chim. Bảo hành 3 ngày. 3 ngày là như nào? Có nghĩa là 3 ngày là các bác là nhận được chim. Chim sống, đẹp, không bị tật lối, không lôi móng, không lối mỏ. Đấy, thì các bác xem các bác nhận chim rồi, trong vòng 3 ngày các bác có thể là phản ánh lại. Là nếu các bác nào mà không thích hay là bị tật lối thì các bác phải báo lại cho bên tiệm của mình luôn để mình có hướng giải quyết. Còn sau 3 ngày thì mình không giải quyết các bạn nhé. Tiếp theo, lồng số 4. Đây là lồng số 4 này, cạnh lồng số 3 này. Cũng là một con họa mi. Đấy. Thì hôm nay là mình chia sẻ như vậy là lẫn lộn cả họa mi và khiếu để cho anh em thích họa mi hay là thích khiếu anh em được xem và theo dõi. Đấy, có nhiều bác là các bác là muốn là mình quay lẫn lộn nhau để các bác có thích họa mi và thích cả khiếu nữa. Đấy, để các bác được xem trong một video luôn. Con khiếu số 4. Đây, khiếu số 4. Nói chung các bạn là con khiếu chim ở tiệm mình ấy là 100% mình bao là bao được luôn. Đấy, bao được. Trống luôn, chim hót. Có nghĩa là khi những con chim mình tách ra rồi thì mình đã quan sát và theo dõi nó. Khi nó có đã hót rồi thì mình đánh dấu con chim đó và mình đã tách ra khỏi lồng để bán cho anh em, chứ mình không bán ào ôm tràn lan là lấy chim về là mình bán, không bán như vậy. Đấy các bạn nhá. Bán như vậy sẽ mất uy tín. Các bạn nào đã mua chim ở tiệm mình các bạn biết rồi. Mình làm việc rất là uy tín cho nên là hiện tại các bạn xem kênh mình đã gần 70.000 người theo dõi thì các bạn biết là anh em đã quý mến kênh mình như thế nào và đăng ký. Nên các bạn yên tâm. Nếu mà làm việc không uy tín thì chắc chắn là các bạn sẽ không bao giờ đăng ký kênh mình lớn như vậy để theo dõi các bạn nhé. Tiếp tục sang bên này là con khiếu. Đấy, chuồng số 5, lồng số 5 là một con khiếu cực kỳ đẹp, khiếu bạc má. Đây, lại tiếp tục để những bác nào thích khiếu các bác lại tiếp tục xem con khiếu này. Đây đây là con khiếu số 5 này các bạn này. Các bác mình vì đánh dấu này, các bác nào thích con khiếu nào hay thích con số mấy các bác phải báo nha các bác nha để mình chốt giá nó dễ dàng hơn, vì nhiều bác là thích như vậy mà. Đấy, con khiếu này rất đẹp các bạn này, chim to mau mỏ, chân móng đàng hoàng không lối một gì hết, chim mượt mà luôn, đẹp luôn. Con này mình bán với giá 1,7 triệu các bác nhá. Đấy, vì thật ra là quay như này cho các bác xem ấy thì các bác chắc chắn là các bác sẽ không được nhìn rõ con chim thì nó là điều đương nhiên rồi. Nhưng mà với uy tín của mình ấy thì mình bán chim không bán chim lối, không bán chim xấu cho anh em. Đấy, vì con chim mình, tất cả những con chim mình đã tách lồng ra thì không bao giờ có con chim xấu nữa. Chim nếu mà chim lối, chim xấu thì mình bán với một cái giá khác. Bán được cái giá nó là cái giá mỏng hơn, mềm hơn, thanh lý cho anh em, chứ không bán những con chim đẹp là cái giá chim đẹp nó là như 1,7 triệu. Đấy, 1,8 triệu, 1,9 triệu cũng có, nhưng mà mình bán con chim này hôm nay là bán với giá 1,7 triệu các bạn nhé. Đây là con khiếu số 5 đây, rất to đẹp. Bác nào thích thì bác chọn báo giá, chốt giá con số 5 cho mình. Đấy, và mình sẽ tiếp tục chia sẻ đến con số 6. Số 6 là con họa mi. Đấy, khiếu rồi, hôm nay chỉ có 3 con khiếu này mình chia sẻ trên video này thôi nhé các bạn nhé. Đấy, hiện tại là sẽ còn họa mi, còn 3 con họa mi nữa các bạn này. Đây là con họa mi số 6 đây. Các bác xem con họa mi số 6 này, đẹp chưa? Đấy, video mình quay ấy thì nói chung là sẽ không được sáng, sẽ không được rõ nét, vì nó ở trong chuồng, mình không muốn bắt ra. Bắt ra thì các bác xem cũng chỉ sao qua thôi. Còn quan trọng nhất là cái sự uy tín của mình bán chim, thì mình bán chim rất uy tín. Cho nên là anh em mua chim tiệm mình em sướng lắm. Gần như là không anh em nào đổi lại chim luôn. Về còn khen chim chứ không đổi lại chim bao giờ. Đấy. Vận hành khi chuyển chim cho các bác ấy thì thật ra là anh em nào cũng sướng, vì mình chuyển chim vào lồng gỗ, chim lúc nào cũng khỏe mạnh luôn. À, đây là con chim số 6 các bác nha, họa mi số 6, bán giá 1,2 triệu. Đấy, tiếp tục sang con chim số 7, vẫn là họa mi các bác nha. Đây, con chim số 7 đây, vẫn là họa mi. Các bác nhìn không? Nói chung là con chim rất là to đẹp, nhanh nhẹn, khỏe mạnh, móng mỏ, mắt sắc, móng mỏ nhọn, rất tốt luôn các bác nha.
Đấy. Con chim số 7. Con chim số 8 là con chim cuối cùng con nhá. Đây là con chim số 8 đây. Alo ạ. Anh ở chỗ nào ạ? Em xin lỗi em hỏi lại thì anh ở chỗ nào rồi em mới biết đấy. À, nghe ăn thì ra bằng mai ạ. À, nghe ăn thì ra bằng mai thì như là chiếc xe đấy là hơi hiếm tí. Anh à, anh vừa để cho em gọi lại sau nhé, em đang đang bán chim nhé, em đang live quay chim cho anh em rồi thì em gọi sau nhé. Đấy các bạn nha, đang quay chim cho các bạn thì khách gọi lấy chim. Đấy cho nên là đây là con số 8 này, con cuối cùng đây. Con này bán giá 1,2 triệu. Đấy tất cả hôm nay video mình bán bằng ngày chim. Bác nào thích con số mấy thì các bác cứ chốt giá cho mình, là mình sẽ gửi chim đến tận nơi cho các bác, chim sống 100%. Video này cũng dừng tại đây các bác nhá. Mong các bác tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của kênh Nguyễn Lợi TV.